Em ơi. Ui đêm nhìn nhiều lắm đi. Đây là Hồng Duy nha các bạn nhé. Đây là giày của Hồng Duy nha. Chào đại khái là tình hình chia sẻ một chút về chuyện là bây giờ Hà Nội mới trở lạnh. Thì em cảm thấy đón nhận cái thời tiết không khí lạnh như thế này. Thì hôm nay nói chung là em cũng đón nhận cái thời tiết từ này từ bạn em rồi, nhưng mà hôm nay em đang thấy thời tiết nói chung là nice. Em không mặc em không mặc áo khoác ấy, thì lý do là em không mang theo hay là em không đi ra trời tuyết lạnh. Em đang chờ người cùng phòng để sưởi ấm em. Tinh thần của cái trước cái đợt tập trung này với cá nhân Duy là như này. Bọn em sẽ cố gắng tập trung hết sức để tập luyện thật tốt để cống hiến cho người hâm mộ. Duy ở phòng với ai biết chưa? Dạ. Đã biết ở phòng với ai chưa? Em nghĩ tiếp theo như một khi thì em sẽ ở với Hoàng Lâm. Biết tại người bạn trong phòng với Duy. Bay ra được. Vừa dâm đầy lộ. Đâu anh vừa to vừa cao mà vừa dài. Ok, cảm ơn. Văn Thanh cũng vừa về. Rất vui vì từ đầu đến giờ thì bây giờ mới có Hồng Duy để chia sẻ một số vài lời. Hiện tại bây giờ là 9 giờ rồi mà mới có một nửa số tuyển thủ lên tập trung đội tuyển quốc gia. Mọi người vẫn đang chờ đợi tiếp tục. Đấy, trong này là mọi người đang chờ đợi.